Mến chào quý bà con cô bác. Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội và đây là cái đường Nguyễn Trãi của thủ đô Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn cũng có cái dịp đi công tác ở Hà Nội và tiện thể Minh Toàn cũng gửi một số cái hình ảnh của Hà Nội đến quý bà con cô bác. Và như quý bà con các bác thấy ở Hà Nội, riêng cái đường Nguyễn Trãi này thì có cái đường sắt trên cao, đường dành cho tàu sắt ấy, nối liền giữa Hà Đông và Cát Linh. Thời điểm này thì lưu lượng người lưu thông ở trên đường cũng chưa phải là nhiều ở đường Hà Nội. Với đường Hà Nội thì vào những giờ cao điểm thì ùn tắc rất là mạnh. Đây có một cái nhà ga này là nhà ga của cái đường sắt trên cao. Và trước mặt chúng ta là cái ngã tư Khuất Chí Tiến và Nguyễn Trãi, và đang trên xa trên kia là cái đường sắt trên cao, nối giữa Đông Hà Nội và Tây Hà Nội. Đường đấy cũng hay bị tắc đường lắm, trên đấy chỉ dành cho ô tô thôi, xe máy không được phép đi cái đường cắt ngang trước mặt chúng ta. Cái đường sắt trên cao là cái đường nối Đông Hà Nội và Tây Hà Nội. Và đây là Minh Toàn xin phép rẽ trái để đi về đường Nguyễn Xiển. Đây có cái hầm đi bộ, Minh Toàn sẽ vào cái hầm đi bộ này để quay lại hình ảnh cái hầm đi bộ gửi đến quý bà con cô bác. Thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại cái hầm, và là cái hầm này là hầm bộ đi qua cái đường từ qua cái đường này là đường Khuất Chí Tiến. À, đây là cái đường lên trên hầm.
đường lên trên hầm. Đây là cái đường đi xuống luôn nhưng mà đường lên. Và trong cái hầm này thì bây giờ mình toàn đi trong hầm này và mình toàn muốn gửi các hình ảnh về cái hầm này đến với bà con cô bác. Các bà con cô bác có thể hiểu thêm về cái hầm bố của khi băng qua đường mà thu hút rất là nhiều người, thu hút mất rất là nhiều tiền, nhưng mà để mà người đi qua đường ở Hà Nội là hiện giờ là như cá nhân mình toàn thấy là hầu như là ít người đi, rất là ít luôn. Đây, đây là toàn bộ, đây là cái hầm. Đây là biên giới mặt đường đấy quý bà con cô bác ạ. Đây. Khá là rộng luôn. Khá là rộng luôn. Hầm này là cái hầm mà nối từ giúp cho chúng ta đi từ phía bên này đường đi sang bên kia đường. Bởi cái đường liên xưởng này nó khá là rộng và to. Thành ra là cái hầm này là dùng để cho mà đi thông qua đường. Nhưng mà cá nhân mình toàn thấy rất là người ít người đi xuống hầm này. Bây giờ chúng ta cùng với Minh Toàn chúng ta đi lên mặt đường để nhìn cái mặt đường ở Nguyễn Xiển này nhé. Xem này, cái hầm này nó như thế nào. Hầm này khá là sạch. Wow. Đây, đấy là cái đường Nguyễn Xiển. Đường Nguyễn Xiển đó. Đây là tuyến đường Nguyễn Xiển. Đường Nguyễn Xiển này thì nó khá là to và có cả cái đường sắt ở trên cao này. Đường này là đường cao tốc trên cao nối từ Đông Hà Nội sang Tây Hà Nội, và chính vì thế mà mới phát sinh ra cái hầm này để chúng ta đi qua cái đường này. Nhưng mà cái hầm này thì như cá nhân Minh Toàn thấy là bây giờ Minh Toàn sẽ cùng với bà con cô bác chúng ta xuống hầm này để xem ở cái hầm nó cụ thể hơn nữa, để xem tại sao mà hầm này nó lại ít dành những người đi bộ thế. Hầm này thì chủ yếu là dành cho người đi bộ chứ không phải là dùng cho chúng ta đi xe máy, và cũng không có cái đường để cho chúng ta đi luôn, không có cái đường để chúng ta đi xe máy luôn. Đây là tới đi xuống. Và bên cạnh đi xuống thì có các cái bậc lan can như thế này. Đây. Có bậc lan can như thế này để tay vít. Và như chúng ta thấy ở đây là có cả hai bên đi xuống. Đây. Đây là cái phía trong này là có cái hầm này, chắc là hầm kỹ thuật. Và đây cũng là một đường xuống, và bây giờ chúng ta cùng với Toàn chúng ta xuống dưới hầm nhé. Đây là đường xuống dưới hầm. Và xuống hầm này thì là một cái hệ thống đây quý bà con các bác, cả một hệ thống hầm này luôn. Và rất theo cá nhân Minh Toàn thì cũng khá là sạch sẽ, nhưng mà để mà người đi bộ thì rất là ít khi mà xuống cái hầm này để đi bộ qua đường, mà tinh là băng qua đường thôi, chứ còn để mà ý thức mà đi xuống trên cái hầm này để đi bộ qua đường thì riêng cá nhân Minh Toàn thấy rất là ít. Ở đây từ nay giờ thì thấy được một vài người thôi. Dưới này thì có các bóng điện chiếu sáng giúp cho chúng ta đi luôn. Đây, các bóng điện chiếu sáng phần này rất là sáng. Rất là sáng bạn.
với cá nhân Minh Toàn thì Minh Toàn thấy do là ý thức của người dân chưa được cao, chứ không phải là cái hầm này là tốn rất là nhiều tiền đấy, nhưng mà ý thức người dân không cao. Và ở trên Hà Nội thì thỉnh thoảng đã gặp những căn hầm như thế này. Và mùa hè ở đây là như các bạn thấy là vào mùa lạnh rồi, nhưng vào mùa hè thì chúng ta sẽ bắt gặp những người chạy xe hoặc là những người đi đường tránh nắng ở dưới hầm này rất là nhiều, trải chiếu nằm hoặc là nghỉ ngơi buổi trưa rất là nhiều ở cái hầm này. Và đây là cái trên chúng ta là một cái phòng này, là phòng chắc là phòng kỹ thuật của cái hầm. Và hầm này thì với làm một cái hầm như thế này thì toàn nghĩ là với chi phí rất là nhiều, nhưng mà để mà tận dụng và nó thực tế thì là chưa thực tế lắm so với đường xá ở Việt Nam của chúng ta. Và đây là đường đi lên trên cái trần này, là đây trên trần này là chúng ta đang đi ở dưới mặt đường. Và bây giờ chúng ta đi lên đây, đây là đường đi lên. Và đây là có một cái này gọi là cái chắc là kho kỹ thuật hoặc là cái phòng kỹ thuật của hầm. Đây là cái đường lên trên đường. Và bây giờ Minh Toàn sẽ lên mặt đường để giúp bà con cô bác chúng ta hiểu thêm về cái trên phía mặt đường nữa. Dưới hầm này thì rất là sạch sẽ rồi, nhưng mà trên mặt đường thì như thế nào thì mời bà con cô bác cùng đi Minh Toàn cái mặt đường nhé. Ôi hầm sạch sẽ như thế này mà ít người như tôi nhỉ? Không, thế xin chào giờ giờ đi giờ đi làm. Nhưng mà đứng ra là buổi sáng này, bây giờ đang tầm như thế này, chúng ta là mặt luôn. Rồi mùa hè con thấy nhiều người đứng đây mát nhỉ. Mùa hè không có nước gì quá thì người ta cũng bận tế không cho lấy lại cho hầm phải xe như thế này mà con thấy ít người đi không tức là theo giờ tăng tầm là người ta đi trên đường nhiều thành ra đúng không? Đi sáng đến đi chợ qua lại nhiều. Thì giờ này là giờ không phải giờ đấy ít người đi. Còn phòng này phòng kỹ thuật của hầm là có. Chia sẻ của cô là vào những cái giờ cao điểm hoặc là những giờ ấy thì bà con cô bác người ta đi lại nhiều, chứ vào mùa này giờ này thì ít bà con cô bác ạ. Và đây là cái mặt đường của đây là trên cái mặt đường của Nguyễn Xiển. Và bên chúng ta vừa đi là đi bên dưới cái mặt đường này. Và cái đường Nguyễn Xiển này khá là to, vì thế mà người ta mới tạo ra cái hầm này để mà giúp cho bà con cô bác chúng ta đi qua đường an toàn hơn. Đây là phía toàn bộ cái hầm. Thế giới của cái hầm. Minh Toàn tiếp tục ghi lại một số cái hình ảnh của Hà Nội để gửi đến với bà con cô bác. Video này Minh Toàn xin dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại với bà con cô bác trong video tiếp theo.
Thank you.